Bôn ba xứ đài, tác giả là mình. Vì cuộc sống mưu sinh, tôi bôn ba xứ đài. Đến nay 15 mấy, cũng có lúc vui buồn, cũng có lúc lo toan. Nhưng vì cuộc sống mình dáng lên bạn nhé. Những lúc màn đêm về, nhớ quê hương giá diết, nhớ những người thân thương, nhớ bà con hàng xóm. Nhưng lại tự động viên mình để ngày mai tương lai sẽ sáng tươi. Có những lúc đau ốm, nằm một mình buồn tủi, cũng thấy cũng phải dáng dậy thôi. Vì công việc của chủ đã làm phải cho xong, thôi thì cứ nong đong một thời gian nào đó, mình cũng được thảnh thơi. Cứ thế động viên mình, ngày này qua tháng lọ. Có những đêm buồn tủi, khóc cũng chẳng lên lời, chỉ biết lệ tuôn rơi. Mong ngày mai tươi sáng, ta lại lỡ nụ cười. Xin cảm ơn ông trời cho ta được sức khỏe, cũng cảm ơn bạn bè YouTuber để gặp các bạn mình cũng thấy vui. Thơ viết vội mong các bạn nghe và thông cảm. Cao Hùng, Đài Loan, 13 tháng 7 2023. Chúc các bạn luôn được nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn thành công trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn.